Hai chào anh em nha, chào mừng trở lại với kênh 1995 luôn. Trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể kết nối bàn phím. Đây, anh em có thể sử dụng những cái bàn phím. Đây, những cái bàn phím máy tính như thế này nè, kết nối với điện thoại chúng ta nha. Đó, chúng ta có thể chơi game trên những cái bàn phím này luôn nha. Đó. Thì anh em có bàn phím nào thì chúng ta sử dụng bàn phím đó nha. Ví dụ như ở đây thì mình có bàn phím này nữa. Đó, mình có thêm cái combo bàn phím này nữa. Thì anh em có thể kết nối những cái bàn phím và chuột với cái điện thoại chúng ta luôn ha, rất đơn giản. Đây ví dụ như này, em có một chuột máy tính như thế này thì em kết nối được luôn. Chúng ta sẽ kết nối với cái điện thoại này, chúng ta sẽ kết nối với điện thoại Android. Đây mình đang sử dụng thiết bị này thì mình sẽ kết nối bằng phím với chuột vô cái điện thoại này. Thì muốn kết nối được với điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hub đây nè. Đây là cái hub mà mình đang sử dụng giới thiệu cho anh em, là cái hub 5-in-1 nè. Đây anh em thấy cái hub nào đây, thì cái hub này nó sẽ kết nối được anh em có thể tùy biến ha, anh em có thể mua 7-in-1 nếu mà kết nối nhiều thiết bị ngoại quy như là bằng phím chuột hoặc là phím tai nghe hay gì đó thì anh em có thể nhiều. Còn ở đây thì mình có thiết bị là 5-in-1 thì chúng ta sẽ có được cái thẻ nhớ nè. Đó, chúng ta sẽ kết nối được có thẻ nhớ nè. Rồi thì cái thiết bị này cũng hay, cái hub này cũng hay nè, là nó sẽ có đầu tai si luôn ha, đầu tai si và đầu USB thì chúng ta có thể kết nối được với máy tính luôn nè. Đây mình cho anh em thấy sơ sơ qua nè ha. Ở trên này nè nó có một đầu USB nè, đây, và ở phía bên hông đó hai cổng USB. Ở đây thì mình đang sử dụng là 5-in-1, anh em có thể 7-1, 8-1. Và đây anh em sẽ thấy là có một cái chỗ để chúng ta ghim thẻ nhớ nè, thẻ SD, micro SD cũng được nè. Đó, cái này bằng nhôm anh em, rất là tốt nè. Đó, rồi ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái đầu, đây một đầu này để kết nối với điện thoại nè, anh nên thấy đây là đầu tai si nè, và đây là đầu USB đó, để chúng ta kết nối chúng ta sẽ ghim vào máy tính. Nếu mà anh em muốn ghim máy tính thì chúng ta sử dụng máy tính chia ra nhiều cái phần phím hoặc là máy chuột rồi đó ghim phim ha. Ở đây thì mình sẽ kết nối với điện thoại, thì trên thiết bị điện thoại của chúng ta nè. Đây rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vào video mình chia sẻ cách kết nối với điện thoại của chúng ta thì chơi game như thế nào luôn nha. Rồi, ok nè, đây thì mình sẽ sử dụng một cái hub nè. Đây mình đang sử dụng một cái hub như thế này nè. Đây mình cho anh em xem là cái hub này mua ở đây thì anh em thấy mình muốn hay mua trên Shopee, Lazada thiếu gì nè. Đây cái hub này đó, ở đây chúng ta có một cái đầu USB nè, ở đây chúng ta sẽ có hai đầu, một cái khe cắm, hai khe cắm thẻ nhớ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu chuyển là micro type C nè nha, nhỏ type C, đầu type C và đầu USB để chúng ta cắm vô cái máy tính chúng ta nếu mình em muốn sử dụng trên máy tính. Còn này điện thoại thì chúng ta sử dụng cái đầu type C này. Và anh em lưu ý mua thiết bị thì chúng ta nhớ là chúng ta coi cái điện thoại chúng ta là cổng gì. Ở đây mình đang sử dụng thiết bị là type C thì mình sẽ mua type C nha, cho đúng nha, mua đúng cái đầu nha. Này chúng ta sẽ ghim vào anh em đó. Rồi thì nó sẽ tự nhận luôn em đó. Ví dụ như anh em máy anh em nào mà ghim vào mà nó không nhận á thì chúng ta sẽ gọi bằng cài đặt nè. Đây chúng ta sẽ gọi bằng cài đặt nè, rồi anh em tìm cái phần là OTG đó. Ví dụ như máy mình không có cái mục OTR á, nếu mà ghim vô mà nó không nhận á thì chúng ta sẽ phải bật bằng cái OTG nha. Còn máy mình thì ghim vô nó nhận nè. Ok bây giờ mình sẽ kết nối nè. Đây thì mình sẽ để xa cho anh em ha, để xa cho anh em thấy nha, nó hơi bị bộn quá. Đây đó, ok, mình ghim chiều ngược lại đi cho dễ gắn vào nè. Đó, tai si thì được cái lợi là người ta ghim vô đầu nào thì nó cũng nhận hết. Đây anh em thấy là có cái đèn nè, đây để xa cho anh em. Đây anh em thấy là ở chỗ này nó sẽ có một cái đèn sáng màu xanh nè, là nó đã nhận rồi nè. Đây có cái đèn nha. Rồi bàn phím đối với chuột anh em sẽ ghim vào đây nè. Đây ghim vào cái đầu rồi đây nè, đó cắm vào đó, lên đèn liền anh em thấy không, chuột chớp rồi nè, đó lên. Đây anh em thấy là trên màn hình đã xuất hiện con chuột ở trên màn hình rồi nè, đó ngon chưa. Rồi bàn phím, đây mình sẽ ghim bàn phím vào luôn. Đây chúng ta sẽ ghim bàn phím vào, nó ghim vào cái hộp này. Đó, chúng ta sẽ ghim vào cái hộp này, ghim vào đây đi đó. Rồi bàn phím cũng đã lên luôn. Đây đó, anh thấy bàn phím là đã sáng rồi nè. Đây quá
quá đẹp không? Đó. Nè, em thấy không? Bàn phím sáng được luôn. Rồi. Nè, bàn phím nó nhạy nè, nó ăn hả? Rồi ok, bây giờ mình sẽ để thao tác cho anh em ha. Đây, mình đang di con chuột ở trên bàn trên điện thoại này, thấy con chuột nó nhảy rất là nhảy nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ soạn thử thì là bàn phím nó có hoạt động không anh em. Đây, ví dụ như mình soạn đó. Đó, thì em thấy là bàn phím vẫn hoạt động nha, đó. Ngon lành nha. Thì anh em sẽ sử dụng cái này để chúng ta có thể nhắn tin hoặc là làm gì trên điện thoại đó. Đó, thì anh em có thể sử dụng cái bàn phím này luôn để chúng ta sử dụng được rất là tiện lợi nha. Đó, ok nè, di chuột ra nè. Thế thì anh em có thể cài mấy cái nút mà ở dưới này nè, home rồi đó, chúng ta bắt ra cho dễ. Còn ở đây thì mình đang ẩn bàn phím nên là anh em thấy nè, kéo lên nè. Đó, rồi nó rất là nhẹ nha. Đó, rồi ok, vào xếp play này, bấm nút này, quay ra lần nữa đó, này thấy không nè. Vào ví dụ như vào xếp play nè, rồi chúng ta sẽ bấm win với cái nút quyền, nút xóa, nút quyền quay lại đó. Còn vào đa nhiệm thì chúng ta sẽ bấm win còn enter để chúng ta vào đa nhiệm với từng thiết bị khác nhau nha. Rồi, còn anh em nào muốn chơi game á thì sao, anh em muốn chơi game á thì chúng ta sẽ thấy, ví dụ như mình vào Roblox nè, bây giờ mình thử mình chơi trong Roblox nha. Ok, bây giờ nè, ví dụ như mình chơi Roblox nè, thì anh em có thể sắm cái bàn phím gamer gì đó, những cái bàn phím mà con khúc nó có mấy cái phím bên đây nè đó, thì anh em có thể chơi trên bàn phím đó. Thì chúng ta ví dụ như em tải về em ta chơi luôn thì cắm vô chơi như bình thường, thì di chuyển đồ bình thường á thì không sao. Ví dụ như anh em nào mà chơi mà cắm vô như thế này mà nó không di chuyển được, nó không có mít được mấy cái phím này á, thì mình sẽ chia sẻ một cách để chúng ta có thể mít được mấy phím luôn. Ví dụ như mình qua Hải Quân đi đó. Rồi anh em thấy nè, ví dụ như anh em thấy là mấy cái phím này nè, đó anh em thấy là chúng ta sẽ mít không được nè, thấy không, bấm không ăn nè, lên đó, lên xuống trái phải bấm không ăn nè, nó chỉ ăn được con chuột nè, đó là di được con chuột nè ha. Đó, rồi mình sẽ để gần cho anh em thấy nè, đó chỉ di được con chuột à nè, con chuột nè, thấy không, mình đang di nè, đó giờ chỉ di được con chuột thôi. Còn mấy cái phím mà lên xuống trái phải thì báo không ăn nè, báo không ăn thì làm sao anh em, thì chúng ta sẽ có một cách nha. Đây, ví dụ như bàn phím nào mà anh em mà tải cài vô mà chúng ta bấm ăn á, lên trái phải luôn nè, di chuyển được á. Còn đây thì không di chuyển được thì làm sao. Ví dụ ok, bây giờ mình sẽ thoát ra nha, mình thoát ra nè, rồi mình thoát ra luôn. Đây, mình sẽ thoát ra, anh em sẽ vào cửa hàng Google Play nè. Đây, anh em tìm cái từ khóa là đây, anh thấy cái ứng dụng có biểu tượng con mệt tuột nha, Optimus nè, Game Pass nè, Game Master nè, chúng ta bấm vào đây thì anh em sẽ tải cái ứng dụng này về đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở lên. Rồi ok, chúng ta sẽ mở lên. Rồi anh em sẽ bấm vào đây, anh em thấy kết nối nè, đó mà đã kết nối nè nha. Rồi thiết bị ngoại vi có sẵn nè, anh em có thể kết nối với Bluetooth cũng được luôn. Ví dụ như bàn phím Bluetooth thì chúng ta kết nối được với bàn phím Bluetooth. Còn đây thì mình không có bàn phím Bluetooth. Rồi ok, ví dụ như là mình muốn thêm cái game thì chúng ta bấm dấu cộng nè. Rồi mình sẽ, đây anh em thấy mình di con chuột à, đó mình sẽ tìm đến cái game chúng ta muốn chơi. Ví dụ như anh em muốn thêm Roblox, chơi Roblox hoặc gì đó thì đây mình bấm chữ thêm nè, rồi mình bấm Roblox nè, cho phép. Rồi mấy cái này thì anh em cho phép à. Rồi ok nè, vào nè, bỏ qua nè, đó đang chạy đó. Rồi rồi tiếp, rồi mình ta bấm bỏ qua dưới này nha, đó thì nó sẽ vô Roblox nè. Rồi ta đang rồi ok nè, anh em muốn mát phím á, muốn mát phím thì làm sao nè, thì ta bấm vào chỗ này nè, nó còn mình tuột nè, rồi ta bấm dấu cộng nè, em bấm một compass nè, đó chúng ta sẽ đưa cái chỗ này nè di chuyển vào nè, ha, trên chỉnh lại nè, di chuyển vào chỗ cái phím mà chúng ta di chuyển lên xuống trái phải đó, đó rồi ok, chúng ta đặt ở đó, ta bấm chết rồi đó, em thấy không, đó anh thấy di chuyển nè, đó ngon chưa nè. Chúng ta nhớ cái mấy cái phím di chuyển hồi nãy đó, quy kép là gì nè, đó z s d là gì, là đây anh thấy không nè, chữ D nè, đó
đó đó đó đó, được chưa? Thế rồi ok, còn những phím khác thì chúng ta tiếp tục map, chúng ta bấm dấu cộng tiếp nè, em bấm một chữ cây nè, đó nhấn càng nhiều nhiều đi rồi bắt đầu chúng ta kéo nè. Ví dụ như anh em muốn đặt cái chỗ này, đó đặt cái chiêu chỗ này, chúng ta kéo xuống, đó kéo xuống. Rồi, ok, ví dụ như anh em bấm vào đây, anh em đặt chữ F. Rồi, chỗ này đặt chữ là H. Rồi, ta rồi ta chết lại rồi. Rồi, chúng ta bấm chữ F nè, F trên bàn phím nè. Đó, thì nó sẽ ra là karate cá mập nè. Anh em muốn map cái phím chỗ này là phím gì thì chúng ta cứ việc map thoải mái. Nè ha, nè F nè, H nè. Đó, anh em là pro là bấm gì? Đổi chiêu rồi ngay chỗ ví dụ như chữ H đi. Rồi anh em muốn dùng chiêu á thì sao? Chúng ta cứ việc map tiếp. Đây. Rồi, chúng ta sẽ kéo vào chỗ này nè để chữ dùng nè. Đó, chỗ chữ dùng nè. Ok. Là dùng nè. Đây dùng nè. Đó. Chị thấy không? Dùng. Rồi những cái chiêu chúng ta muốn nè. Đó thì chọn vào đây. Đây, chọn vào đây. Rồi. Ví dụ như U nè. Rồi, Y đi. Rồi O, rồi B đi, đó. H nè. Đây H có rồi. Rồi H có rồi. Thì đổi sang V đi đó. Rồi N nè, M. Rồi ta check xem được không nha. Dù như đó. Dù chữ N đi. Đó thấy không? Bấm chữ N đã dùng liền không? Rồi chữ M nè, đó thì chuyển qua đây. Dù như anh em muốn tung chiêu rồi, ví dụ như ta chung chiêu này đi thì em bấm chữ B với chữ Y nè, đó đó ha, đó rồi chữ V nè, V U đó, thì anh em gắn nhớ tung chiêu như thế này đó, gắn nhớ cái mấy cái phím mà ông tâm mát vào á. Rồi chữ gì, ví dụ như phím nhảy lên thì làm sao, rồi ông ta mát tiếp thôi đó, ông ta sẽ kéo qua, ông ta bấm chữ chỗ này nè. Rồi ví dụ như mình bấm chữ G, bấm chữ G vào đây. Rồi thì anh em thấy chữ G nè. Đó, chữ G là chúng ta nhảy lên nha. Rồi đó, rồi mình giờ di chuyển thử xem như thế nào nha. Chữ G này nhảy lên phải không? Đó, đó nè không? Rồi kết hợp với chuột. Đó, rồi xong luôn. Mình chơi bằng phím này không quen nó, bởi vì nó hơi cùi cùi. Đây là mà quen rồi nè, nè. Đó. Ngon chưa? Rồi. Đó thì anh em cứ việc map tới, ví dụ như mình anh em ra chiêu H nè, đó. Chiêu B nè, Y nè. Đó thấy không? Đó thấy không? B Y nè. V. Ờ V U. Đó. Ờ B Y V U vậy đó. Đó em M G đó. Mình cùi quá à, anh em mình... trời ơi bị nó quánh chết luôn đó. Rồi H B U rồi chết queo luôn đó, thì em cứ quyệt map tới nha. Ví dụ đó, em nhớ mấy cái phím này để chúng ta di chuyển nha. Nha, ở trong game tối quá. Ok, bây giờ mình đi vòng vòng cho anh em thấy nè. Đó, đi vòng vòng nha. Nhảy lên nè. Đó. Đó, chúng ta chơi trên điện thoại rất là ngon lành nha. Cái này thì chơi cái này thì nó hao pin tí. Nghĩa đang sử dụng pin của điện thoại mà. Rồi, nhưng mà bà rồ lắm anh em. Đó, bà rồ chưa? Thì tung mấy chiêu này nè, ví dụ như anh em tung chiêu này đi, B Y đó, nhớ mấy cái phím đó nè, V U B Y V U vậy đó. Rồi đó, chơi như là trên máy tính luôn. Ôi xịn giả mang chưa nè, S là lui nè, trái phải nè đó,
Đường B là ra chiêu mình quên, nhìn không rõ số này. Y hả? Dù như đi chiêu H đi. Đó, nhớ rồi đó thấy không? VU nè. VU. H nè. VU nè, đó. Đó. Cái này là anh em phải luyện tập mấy em ơi. Luyện tập mới nhớ được mấy cái này nha. À, dính đâu luôn. Rồi, ok. Rồi, như vậy là trong video này mình đã chia sẻ với anh em cách để chúng ta có thể sử dụng được cái bàn phím và con chuột để chúng ta chơi những cái tựa game mà anh em yêu thích nha. Y hệt như trên máy tính luôn. Đó, chơi thoải mái luôn. Đó. Di chuyển thoải mái nha. Đó. Rồi anh em thấy hay đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha. Nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Đó, ngon. Không làm chưa? Đó.